Rồi, tiết mục bộ sưu tập nàng nàng ngọc. Bộ sưu tập nàng ngọc thầy Phúc ơi. Bộ sưu tập nàng ngọc mình sẽ đi sao, có gì đặc biệt không anh? Bộ sưu tập thứ ba, ảnh sẽ là người biểu diễn cùng bộ sưu tập thứ ba xuất hiện bên nhà uống. Có thể tiếng cửa nhà uống luôn, cười lúc đó bên cạnh. Chị em xin phép My ạ. Dạ. Em cảm ơn anh Thơ rất là nhiều ngày hôm nay. Và bây giờ em xin mời anh xuống dưới ngồi để mình chiêm ngưỡng lại cái bộ sưu tập của mình, đúng không? Dạ, đúng rồi. Chưa, em vẫn còn phải nói đó anh. Dạ, dạ, tại vì hôm nay anh biết sao, tới đây em không có mặc vừa cái áo dài nào của mẫu hết trơn á. Thiệt luôn, cái dòng eo của em nó hơi bị to đó mọi người. Cho nên là show diễn lần này anh Thơ không có cho em diễn, chỉ bắt em nói không thôi. Thì giờ em phải còn lấy đủ cá xê chứ. Dạ, anh vô nhé. Dạ. Mọi người ơi, thì cái hình ảnh lúc nãy mà mọi người thấy Vân Trang ngồi bên cái khung cửi để dẹp tơ, phải nói là rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Nhưng mà nó hơi có trục trặc kỹ thuật một tí xíu là cái mi của em nó lại không có lên tiếng, cho nên là hơi bị uổng một câu của em, thì em giận lắm luôn á. Nhưng mà thôi, thấy mọi người ở đây rất là xinh đẹp, rất là sang trọng như thế này để đến xem đêm diễn của anh Thơ thì em cảm thấy vô cùng hạnh phúc giùm anh Thơ luôn. Và ngay bây giờ thì không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với một bộ sưu tập có tên là Nàng Lụa. Thank you.
con gái buông tóc thú vẽ ấp trên phú quý khoác lên tà áo màu hoa tươi gác cho buồn đời tôi phố bao vắng thêm một người hôm không gác bác cất lên đèn đêm nhớ nhung đi vào quên sóng sâu cố nhận ơi đi về đâu người hồn chìm vào đôi mắt ai ân chưa tròn để cả đời nhớ nhau phố nhỏ đường mưa chân lối dài của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ, sự mượt mà mềm mại của chất liệu tơ tằm song song với những